đây là món bò hầm nè. Trời ơi quá trời ngon. Đây là bà bé chính. Quên nữa, về cắt chị qua không quên nữa, chị qua nói à. Phương ơi. Bày chót không lông luôn. Người xưa vô thấy không? Nếu mà người xưa vô thấy nó thôi, để lắp cắt bỏ vô qua là hả? Người xưa thấy vô qua không hài lòng. Thấy qua. Giờ đó với người xưa. Đã. Này là đám giỗ nhà của bà chị em nha cả nhà. Đủ nhiều món chiên quá chị. Cha đẻ nó có sách trước đây. Mẹ. Đó, chị Tiến là món này, món bò của chị Tiến. Đó, chị em được à, giờ chưa? Đây, món này là món của hai bà chị. Hỏi Tiến luôn á. Cuốn bì là thích mấy cái này để ăn chứ. Đúng rồi. Cuốn bì nam mê lắm. Ai đó là biết là kỹ rồi. Đó là chị bà. Thôi lên lên lên. Một anh kia. Trời. Thank you.
ăn miếng đi bà ba. Đó, ăn được không? No bụng vô tôi thấy sạch đó. Vậy mà mấy ông cái này, vậy mà mấy ông cái này tất cả dân tộc đầu. Để xuống đây mà. Vậy mấy ông ăn rất là dân tộc giao như vậy. Đừng có no đó bà. Về đã tạm biệt nữa. Về nha một. Bye bye một ơi. Rồi bye bye dì Tám. Bye bye Tám ơi. Dạ. Yeah.